Sư công nghệ, sư công nghệ và sư công nghệ. Đâu má? Vâng, đó có thể là Meta, có thể gọi là một trong những đội hình ổn định nhất xuyên suốt từ đầu mùa giải đến nay. Nhưng ở đâu đó trên thế giới này, vẫn còn nhiều người coi sư công nghệ là mối ung thư khó chữa, là một đội hình mà cứ vào game là lại tí 2 hay 3 thằng cùng chơi. Đi đâu cũng thấy Vayne, đi đâu cũng thấy Echo, thì hẳn là anh em sẽ cũng hơi khó chịu một chút phải không ạ? Vậy nên cho dù là một boy sư công nghệ, mình cũng rất thấu hiểu nỗi lòng đó của anh em. Thế nên video này là dành cho các bạn, những người không ưa thích lắm đám sư công nghệ. Và hãy cùng Cà Phê Nhân Phẩm tìm hiểu top 4 cách khắc chế, hay nói một cách khác là làm giảm đi phần nào sức mạnh của sư công nghệ ngay sau đây. Thứ nhất, phải xác định được chủ lực chính trong đội hình của sư công nghệ đối thủ. Tất nhiên, muốn kích hoạt được một cách tối đa sức mạnh của sư công nghệ, các cờ thủ thường sẽ lắp mỗi quân cờ một món đồ, nhằm làm tất cả đội hình được tăng thêm nhiều máu lẫn sát thương tay. Câu chuyện này thì ai cũng rõ, tuy nhiên không phải lúc nào quân cờ của đối thủ cũng sẽ mạnh tương đương nhau. Thường thì những người chơi sư công nghệ sẽ chọn cho mình từ 1 đến 2 chủ lực, trong đó có một chủ lực chính, được lắp 3 món đồ chuẩn chỉnh và một chủ lực phụ, được ghép từ những gì còn lại. Xác định được chủ lực chính của đội hình các nhà chơi sư công nghệ cũng sẽ giúp bạn phần nào khắc chế chúng một cách dễ dàng hơn. Ở phiên bản giữa mùa giải, với sự xuất hiện của Vayne, sư công nghệ giờ đây có khá nhiều nguồn sát thương chủ lực. Đầu trận có thể là Lucian, giữa và cuối thường sẽ là Vayne, Irelia và thậm chí là cả Echo nếu nhân phẩm đối thủ tốt. Với một cái tên này, mình sẽ đưa ra một số phương án khắc chế mà cá nhân mình cho rằng ổn nhất. Với Lucian, là một quân cờ tay dài và khá cơ động trong combat, Lucian thường được các nhà sư công nghệ lựa chọn để gánh đội cho giai đoạn đầu trận và giữa trận đấu với món đồ bùa đỏ hoặc diệt khổng lồ trên người. Phương án tốt nhất theo mình để counter phần nào đấy quân cờ này là sử dụng các mật thám, điển hình là Nocturne, với khả năng hoảng sợ đơn mục tiêu. Nocturne sẽ nhảy ra sau, khống chế Lucian, và khi mà tay dài của đối thủ bốc hơi, bạn sẽ dễ bề kiểm soát round đấu. Với Vayne, khác một chút với Lucian, thì Vayne thường được mang nhiều món trang bị cộng thẳng sát thương và đồng thời cũng hay có thêm một món trang bị phòng thủ. Về cơ bản thì nhược điểm của Vayne chỉ bắn được một mục tiêu trong một thời điểm, trừ khi có cuồng cung Runan. Thế nên bạn chỉ cần đặt quân cờ máu trâu nhất đối diện với tầm tấn công của Vayne là được. Vayne tốn càng nhiều thời gian tiêu diệt mục tiêu đó bao nhiêu, bạn càng có tỷ lệ thắng cao bấy nhiêu. Irelia. Sức mạnh của Irelia là khả năng đâm sâu và liên tục khi kết liễu được một mục tiêu, càng nguy hiểm hơn khi cô ta có đồ mật thám. Tuy nhiên cũng chính vì lý do này nên Irelia dễ bị cho ra rìa bởi các kỹ năng khống chế của đối thủ, nhất là lốc từ phong kiếm. Bạn nên có sẵn một món đồ này nếu đối đầu với các nhà sư công nghệ có Irelia làm chủ lực. Với Echo, sức mạnh của Echo trong phiên bản 10.12 được tăng cường với khả năng làm giảm tốc độ đánh của các mục tiêu bị tấn công. Tuy nhiên nhược điểm của hắn ta vẫn còn đó, lượng mana tổng khá cao. Nếu đối thủ có Echo mạnh, hãy sử dụng áo choàng tĩnh lặng, hay giới chuyên môn còn gọi là máy chiếu, để khiến quân cờ này lâu sử dụng kỹ năng hơn. Còn đó bạn hoàn toàn có thể shut down cậu bé thời gian này trước khi hắn ta cất được tiếng nói one more time quen thuộc. Thứ hai, lấy đi một số trang bị đẹp của sư công nghệ. Đúng là trước đây khi làm các video xây dựng đội hình sư công nghệ, mình đã từng nói sư công nghệ không kén đồ, điều đó không sai. Tuy nhiên một bộ cờ sư công nghệ dễ vào top là một bộ cờ thường có đồ đẹp. Vậy khái niệm đẹp ở đây là như thế nào? Qua quá trình trải nghiệm, mình nhận thấy các nhà sư công nghệ dễ vào top thường có một số món đồ hay xuất hiện như sau. Dây chuyền chuộc tội. Đặc điểm của sư công nghệ là các quân cờ đều có lượng máu cao. Vì vậy nên các cờ thủ thường lựa chọn món đồ này nhằm câu giờ, giúp sư công nghệ tiếp tục giao tranh lâu dài hơn cho combat. Thông thường thì dây chuyền hay được mang vào cho Fiora, Leona hoặc thậm chí là Vi, những quân cờ tuyến trước, nhằm kích hoạt nó sớm nhất. Hãy để ý xem nhà nào chơi sư công nghệ mạnh mà còn thiếu món đồ này thì bạn hãy tước đi nước mắt hoặc đai lưng và chúng sẽ yếu đi hơn rất nhiều đấy ạ. Kiếm BF. Cả Vayne và Irelia đều có một đặc điểm chung, đó là sử dụng rất nhiều trang bị chấn phái có thành phần từ kiếm BF. Sơ sơ qua thì có thể kể đến như là vô cực kiếm, giáp thiên thần hay diệt khổng lồ. Nếu trong một game đấu hạn chế thanh kiếm này mà bạn còn lấy được của chúng nữa
thì nguồn sát thương của siêu công nghệ sẽ thuyên giảm đi khá nhiều. Thứ ba, sử dụng diệt khổng lồ cho chủ lực. Trở lại với câu chuyện máu cộng thêm, cụ thể thì khi có đủ 6 siêu công nghệ, tất cả các quân cờ thuộc tộc này mà có đồ sẽ được cộng thêm 600 máu. Mà khi nghe đến nhiều máu thì ta sẽ nghĩ ngay đến trang bị khắc chế nào anh em nhỉ? Vâng, đó chính là diệt khổng lồ. Bởi ngoài khả năng gây thêm 20% sát thương bổ sung thành sát thương chuẩn, diệt khổng lồ còn có thể gây 80% sát thương chuẩn bổ sung nếu máu đối phương trên 1750. Có đến 3 quân cờ thuộc tộc này vượt trên mức máu đó. Nếu chỉ tính ở mốc 2 sao và được gắn trang bị bất kỳ, bao gồm V, Irelia, Echo. Đó là chưa kể các quân cờ khác, nếu được lắp đai máu cũng sẽ có ngưỡng máu lớn. Thế nên diệt khổng lồ là lựa chọn tối ưu để bạn khắc chế các đồ hình dạng máu trâu như siêu công nghệ. Lưu ý rằng sát thương chuẩn bổ sung này không chỉ tính trên đòn đánh thường, nó tính ngay cả trong kỹ năng, nên cả những vị tướng xài kỹ năng tốt và có tầm tác động lớn cũng có thể sử dụng món đồ này được anh em nha. Thứ tư, lốc Echo. Dù biết rằng với sự xuất hiện của Vayne, siêu công nghệ giờ đây đã dễ dàng kết hợp hơn khá nhiều khi số lượng quân cờ trong tộc này đã là 7 thay vì 6 như trước. Tuy nhiên để đội hình này phát huy tối đa sức mạnh và dễ có khả năng lọt top, thì tầm ảnh hưởng của Echo về cuối trận là không thể bàn cãi. Bởi đây là quân cờ 5 vàng, có sát thương diện rộng tốt, kèm hiệu ứng giảm tốc độ đánh rất khó chịu. Không có Echo, các cờ thủ siêu công nghệ vẫn sống ổn, nhưng sẽ bị đuối về late game. Thế nên nếu bạn may mắn roll ra Echo, mà nếu nhiều nhà chơi siêu công nghệ, hãy lốc nó luôn, bởi số lượng tướng Echo trong cửa hàng khá là hạn chế. Đối thủ sẽ phải khóc thét khi bản thân bạn đang cầm Echo, còn chúng thì vẫn chưa có con nào. Và vừa rồi là top 4 cách bạn giúp khắc chế đi phần nào sức mạnh của các nhà siêu công nghệ hiện tại. Một bộ cờ đang tỏ rõ sức mạnh và tính ổn định trong suốt quãng thời gian từ đầu mùa giải cho đến nay. Tất nhiên nếu đối thủ là một boy siêu công nghệ, đánh quá tốt với đồ ngon thì cũng khó lòng mà các bạn tranh vị thứ với chúng được. Tuy nhiên, thủ sẵn trong người vài biện pháp phòng thân cũng hữu ích đấy đúng không ạ? Đừng quên like, share nếu bạn thấy video này hữu ích, cũng như subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống cà phê nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.